chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với JM Travel. Hôm nay là ngày thứ hai ở Cancun. Thì tụi J có một cái tour đi nó gọi là jungle tour, là mình lái tàu, sau đó mình sẽ đi qua jungle, đi qua rừng, rồi sau đó mình sẽ ngừng lại một cái chỗ biển rất là đẹp và mình sẽ đi lặn, đi snorkeling nha cô chú anh chị nhé. Thì JM mời cô chú anh chị cùng JM và anh chị của mình sẽ đi một cái tour jungle tour ở bên Cancun. Thì quý vị nào sau này mà có dịp mà đi qua Cancun thì nếu mà xem được cái video này thì biết được cái jungle tour nghĩa là gì nha cô chú anh chị nhé. Rồi nếu mà cô chú anh chị chuẩn bị đi rồi thì chúng ta hãy cùng let's go mọi người. Bị lên taxi đi xuống chỗ chơi, đây xe taxi ở bên Cancun này nha cô chú về nha, SUV bự bự đàng hoàng nha chứ không phải giỡn nha. Alright, quá chừng đã luôn. Ok mọi người, thì mình tới được cái chỗ chơi này, nó gọi là Aqua World nha mọi người nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi vô trong check in rồi mình sẽ lại đó mình xem thử như thế nào. Đây nè, nó cho mình cái vé để mình đeo, ai cũng mang dép đi ba lặn hết nè. Đó, hello em đó, hello. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi cái vé nè, anh ơi có cầm vé vô trọng check in. Đây là cái chỗ mà nó có nhiều cái trò chơi lắm cô chú anh chị, qua Cancun muốn đi lặn cũng được, muốn đi lái tàu cũng được, hay đi snorkeling cũng ngon luôn đó. Aqua World nè, thấy không đó. Quá xin vui không. Đó. Nó có đồ lặn nè, thấy không? Nó có đồ lặn nè. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đi vô đây mới mình chơi nè. Đó, để đi ra ngoài để mình check in, mình mặc cái áo life jacket rồi mình sẽ lái những chiếc tàu. Đó, hello, hola. Jungle tour. Đó. Đây nè, jungle tour nè, mình phải lại đây nè. Nó đưa mình cái jacket mình mặc vô rồi mình sẽ lái những chiếc tàu màu vàng vàng đó đó cô chú anh chị. Đó vàng vàng nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nó đây nè. Đó mấy chiếc tàu nhỏ nhỏ đó đó. Đó đã ghê chưa. Đó mình phải check in nè. Đó đã ghê chưa. Đó phải check in. Còn đây là những cái chỗ chơi khác, ví dụ quý vị có thể mướn jet ski cũng được. Rồi, quý vị có thể mướn, nhưng mà mình hôm nay thì mình sẽ lái tàu nha cô chú anh chị nha, lái những chiếc tàu màu vàng đó đó. Đó rất là đã luôn. Đó, rồi mình sẽ lái qua rừng và tới đó sau đó mình sẽ snorkeling nha mọi người nha. Đó, bây giờ thì trước khi mình đi thì nó phải đưa mình một cái áo vest mà mặc lỡ mà rớt nước mình còn nổi được nha mọi người nha. Life vest nè, ai cũng phải thử một cái hết. Đó, thấy không? Rất là đã luôn ha. Mình phải thử để coi thử coi nó có work không, thấy không? Đó, em mặc vô thử coi. Đó, ai cũng mặc hết nè. Đã.
Bây giờ đoàn người mình đang đợi để chuẩn bị lên tàu nha mọi người nha. Đó, người nào cũng có life vest nè, cẳng dịch nè, chân dịch hết đó. Đầy đủ đồ nghề, có cái mask để đeo nữa nè, đó, đây nữa nè, hai cái ống để thổi nè. Nó mát nè, đó, này là giống như là người ngoài hành tinh lặn nước vậy đó nha cô chú anh chị nha. Đó, đây nè. Đó, đã không? When we are in the reef, you're gonna park in similar like this picture, okay? I go first and I call you one by one. You go side by side. Wait your turn and keep your distance on your camera, okay? Maybe the water in the Caribbean Sea is choppy. Don't worry, the boats are really, really safe, okay? You ready, family? See. Si. Okay? Just for me a little more. Never tried a boat before. Let's do it. Let's do it. Let's go, let's go. There you go, bây giờ chuẩn bị đi nha mọi người nha. You have to open your, sir. Oh, no, I have a mask. Oh. Yeah, I'm not using it. Yeah. Yeah, I have a whole mask. Đây nè, đây là chiếc tàu mà mình sẽ lái nè. Lái tàu cano nha, bro nha, bro nha, bro không đi, bro miss out nha, bro nha. Hôm nay mình sẽ lái tàu cano nha. Nice. Đây là những cái nồi tàu cano mình sẽ lái qua rừng rồi sau đó mình sẽ tới, mình không có câu cá mà mình sẽ lấy tay bắt cá nha mọi người nha. Oh, okay, sorry. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, thank you, muchas gracias. Yes, thank you. Yes, okay. Đây là cái chỗ mà mình chơi, nó gọi là Aqua World. Hello em. Hello. You ready to go? Yeah. All right. Một chút nữa là chơi lái thì bà xã chơi sẽ là người quay phim. Đó. Mình sẽ lái những chiếc tàu này nè cô chú anh chị. Ngầu ghê chưa? Máy Yamaha 30. Quá chừng đã chưa? Hả? Okay, family, anybody driving before speed belt? No. First time? First time? Okay. Bye, chị Eliza. Oh. Oh. Mình đang lái tàu nha cô chú anh chị nha. Đã thiệt nha. Vui không ạ? À? Vui, quá vui luôn mọi người ơi. Có khó lái không lái hả? Tàu luôn nha mọi người nha. Có khó lái không? Không, cũng hơi khó nhưng không khó. Oh shit. Cái gì vậy? I don't know. Nó bấm để cho anh ấy. Wow, cái thợ đi đó ngầu chưa? Đã quá mọi người ơi. Cái tour này thật sự rất là vui. Quay chị lên ra đây. Quay ra ngoài nào. Thì anh chị mình ở đằng sau. Đi nẹ lên kìa. Rồi, đâu rồi đó. Nó đi nhẹ.
Mình đi ngang qua rừng nè cô chú anh chị. Nè đi ngang qua rừng nè. Đó cô chú anh chị thấy không? Cho nên tàu phải đi chậm lại chút xíu. Coi có mấy con chim nó đậu kìa. Mình đi ra biển lớn luôn, cái hồ đã quá. Ok, bây giờ đang tới rồi, bây giờ chuẩn bị đậu tàu lại là mình chuẩn bị con lên mọi người. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đậu lại, mọi người thấy không, nước xanh đẹp kia chưa? Chưa đó luôn hả? Quay anh Eric kìa lại. Dừng lại. Mọi người thì bây giờ mình đã dừng bến an toàn nha mọi người nha. Đây cuộc sống Mỹ Texas có gì vui. Hello. Đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị sẽ nhảy xuống đây và lặn. Đây là đoàn người của đường dây. Và mình sẽ coi san hô thì Jay sẽ quay cảnh dưới nước cho mọi người coi nha.
cho cô chú anh chị xem ở dưới nước ở bên Cancun coi san hô với cá như thế nào nha. Hello em. Hello. Không cần đeo kiến đâu, cái kiến này phải lấy ra. Yeah. Không có đeo mắt kiến thì mất á. Đó, mình đang đậu lên đên ở giữa ở ngoài biển nè. Ông đóng đưa cho kiến. Bà xã của Chê đã lên và đã đuối đó, là mình chuẩn bị lái tàu về lại chỗ hồi nãy. Thì bây giờ đang tàu đang đậu ở giữa biển nè, nước sáng đẹp. Ai cũng đuối hết, sau một hồi lặn nhìn thấy cá quá chừng professional, ai cũng professional, quá dữ luôn. Cá quá chừng, cá bự bự luôn vậy đó. Đứng lên san hô luôn á cô chú anh chị.